Đó là đang lên lớp 39 sửa máy 2004. Chúng tôi là đội ngũ kỹ thuật văn phòng của công ty Từ Sơn. Chuyên nghiệp. Lắp vào chính các bạn. Con này con 204 lắp vô biết chạy được không? Đây là dàn ken và bông nguồn. Đây là đang góp dây vô bao chính. Đây là văn phòng công ty Từ Sơn với đội ngũ kỹ thuật lành nghề. Đây là thư phòng biết à, lên thiệt á, cho lên thiệt cái anh đang quan lại. Thank you.
ta là vô ra à, chúng tôi đang thực hiện lắp motor. Đây là dòng máy photo 2004N. Đây là motor chính. Anh như mua TV mua dòng nào nó ngon hơn anh? Có mua ngon không? Không. Có mua ngon không? Đây chúng tôi đang thực hiện bước lắp motor động cơ chính vào, motor chính vào. Đội ngũ nhân viên đồ sơn có tay nghề cao, phục vụ khách hàng nhiệt tình. Này, muốn mở motor chính này gồm 5 con ốc, mở 5 ốc ra là lấy ra được. Cái này có trên mạng nó có quay là mày ai đầu máy mình kể mình quá nó nhiều nguồn anh à. Cái này bổ ích chứ bộ mình hết máy đâu mà mình ra mấy con theo hướng dẫn thì đó, chúng ta nhìn theo cái tay nó là gỡ những ốc đó ra là sẽ được gỡ lấy motor chính ra được. Bán mạng xong rồi đi dành coi cũng được. Mình coi luôn. Tao mình anh được.
má này cũng khá là đơn giản, không có gì phức tạp như các dòng Toshiba hay là Ricoh cấp. Dòng này có 5 dòng lỗ nhỏ. Dày khá nhiều, cấp phải kỹ càng. Đây, thực hiện lắp bo cơ tơ
đây là bò cao tơ. Đây là bo wifi, cái wifi thích lắp vô, lắp bên xe, lắp cái này luôn. Đầu ngủ dày dặn kinh nghiệm. Công ty Từ Sơn có đầu ngủ dày dặn kinh nghiệm. Bước lắp sấy. Ốc này, hai ốc gỡ dây ra thấy được cầm sấy, mở con ốc phía sau rồi đây nha, cầm sấy nè. Tôi dặn mấy con ốc nào mà đặc biệt nó lạ lạ, tôi dặn cái cho dặn lại. Tôi có duy nhất một con ốc nào ta? Một con ốc có lông đờn á, anh nhớ không? Có con ốc nó còn con ốc nó mà. Lông đờn ở đâu? Nhớ không? Sao mà nhớ nữa? Mặt nặng nhớ. Nhớ nữa. Bữa đó tính dặn lại mà tôi qua lại quên miệng. Anh làm video clip lên YouTube cái, cái kỹ năng của anh làm đó là ốc ừ tí nào anh nhớ hết, nếu mà anh một mình anh làm luôn á, làm ốc ở vị trí này là lắp lại vị trí đó ha, tháo máy là rất là nhiều ốc.
dễ thôi, cái này chỉ cần đẩy lên là lấy được cái này ra. Phải bỏ cái file ta. Bước lắp dàn ken cái máy ô tô vô. Đây là những đội ngũ kỹ thuật của tôi bên máy tính, đầu máy văn phòng rất có kinh nghiệm. Đây các bạn, lắp này vô phải có cái ngàm ra nè, phải cho vô nè. Đó, cho nó vô trước nè, đây nè. Vô, đẩy vô được. Đó. Giờ, ngàm vô đây. Bắt góc vào. Mấy con thôi. Nhớ rồi, nhớ quả rồi. Nằm bên đây. Gắn dây. Có hai cái dây ở đây. Đó. Đây, lắp cái đầu ADF nó vô. Cái cao lên. Rồi chốc cái đầu xuống. Cao chốc xuống rồi. À, thì cho vô cái đây vô vị trí rồi khóc lại khóc. Mày nhớ là bắt xong phải chỉnh lại cái đồ để cho nó ngay.
Vâng. Dũng về là chưa được con ha, Dũng. Về là chưa được phải chỉnh lại ha. Rồi, còn sợi dây này nữa, bắt cái này thịt mắt thì đấu vô đây. Này. Thấy gì không? Mắt sẽ đấu vô đây. À, lắp cái này vô nữa các bạn. Cái ngàm mà có dần gãy ngàm hết để đợi nó có ngàm. Dễ thôi, để đi nhà nó gì sẽ ra hết cả. Đây là chỗ đây nó có một con ốc này, không nghe bắt mình bắt ốc vô chặt được quá. Đây những con ốc vô đây nữa, mình tháo ra dễ lắm. Cái ốc nhựa và ốc sắt, nhựa nó đang thưa, sắt thì đang nghiến.